Chiều ngày 26 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ họp tháng 8 năm 2021. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự tại hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng các ngành đoàn thể huyện. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến và báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp giải phóng mặt bằng dự án AFD, báo cáo chủ trương đầu tư công viên Nghĩa Trang Tâm Bảo Hoa Viên tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, kế hoạch phát động phong trào hàng rào xanh, kế hoạch phát động phong trào trồng cây xanh nơi công cộng, kế hoạch phát động phong trào ngày Chủ nhật xanh. Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ họp nội bộ thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 của huyện Ngọc Lặc, một số nội dung về công tác cán bộ, kết nạp đảng viên và một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban nhân dân huyện đề xuất giải pháp giải phóng mặt bằng dự án AFD như sau: thực hiện vận động nhân dân hiến đất ở, đất vườn với chiều sâu 2,5m tính từ mép đường hiện trạng và cho tiến hành thực hiện kiểm kê, bồi thường hỗ trợ từ 2,5m trở lên tính từ mép đường hiện trạng, thống nhất chung cho toàn tuyến, trường hợp khó khăn vướng mắc cụ thể, các tổ chức ban vận động tổ chức bình xét và đề xuất báo cáo hội đồng giải phóng mặt bằng để đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định. Tổ chức kiểm kê bồi thường đối với những hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ bị ảnh hưởng đến đất và nhà ở nằm trong quy hoạch dự án và nằm trong hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ kinh phí tháo dỡ công trình vật kiến trúc và di chuyển cây cối trong phần diện tích bị ảnh hưởng của các hộ. Theo chỉ đạo của đồng chí trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện tại thông báo kết luận số 156 ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất với chủ trương đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện đối với công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án AFD trong quá trình tổ chức thực hiện cần linh hoạt tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thống nhất phạm vi 2,5m từ đường vào, tuyên truyền vận động người dân tự nguyện hiến đất. Sau phạm vi 2,5m, Ủy ban nhân dân huyện các xã thị trấn tiến hành kiểm kê đền bù đất nhà riêng đối với hoa màu, vận động người dân tự nguyện hiến, yêu cầu các xã thị trấn kiểm kê bồi thường đất nông nghiệp, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hành lang đường Hồ Chí Minh. Trong quá trình tuyên truyền vận động, cần sáng tạo để đạt kết quả tốt. Ủy ban nhân dân huyện cử cán bộ xuống cùng với xã thị trấn vào cuộc, vận động cùng với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc, chuẩn bị khu tái định cư cho nhân dân, đồng ý chủ trương đầu tư công viên Nghĩa Trang Tâm Bảo Hoa Viên tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Đối với các phong trào hàng rào xanh, trồng cây xanh nơi công cộng, đồng chí yêu cầu các đơn vị phụ trách tiếp thu các ý kiến thảo luận đóng góp, xem xét lại các chỉ tiêu sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi kế hoạch được ban hành thì vận động để nhân dân làm theo. Đối với phong trào hàng rào xanh, lấy 2 thôn để phát triển, tập trung tuyên truyền vận động người dân trồng hàng rào xanh, hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, từ đó nhân rộng phong trào khuyến khích người dân làm theo, hoàn chỉnh kế hoạch dựa trên kết luận để tổ chức thực hiện. Với kế hoạch phát động phong trào ngày Chủ nhật xanh, đây là phong trào đã làm từ trước nên sau khi ban hành cần duy trì và thực hiện tốt hơn.